Anh em ơi, chuyên mục băng cassette nha. Đấy, băng cassette đủ thể loại và đủ các loại. Này, xưa có, HF có. Phần lớn là Sony HF với anh em này. Không biết nội dung trong cái gì nữa. Nhiều lắm. Này, HF là cái Sony HF thì nhiều nha. Đây này. Một thùng ha. Một thùng này. Hai thùng này. Ba thùng này. Này nó rơi khoảng mấy trăm cuốn anh em. Này đếm lên anh em nhé. Nếu mà anh em lấy hết hết tất cả đây á, đồng giá luôn, đếm trong này có nội dung, nó có đủ thể loại. Nói chung là nhạc đủ thể loại. Rồi nội dung thì mình cũng biết được. Nói chung là các thể loại. Băng thì mình cũng kiểm tra kỹ từng món đó. Mình chỉ đếm vậy thôi. Anh em đếm hết 3 thùng này đó, là 10.000 cuốn nha. 10.000 cuốn, nó rơi vài trăm cuốn đó nha. Này anh em đếm hết nhé. Đếm hết thì 10.000 cuốn. Rồi, cảm ơn anh em nha.